Thắc mắc hỏi ai? Chủ nhật 14 tháng 3 năm 2021, thưa anh chị em, chúng ta đang sống trong năm đặc biệt Thánh Giuse, mà bây giờ là tháng 3, tháng kính Thánh Giuse. Anh chị em, các bạn trẻ, ngày chủ nhật anh chị em nhớ dành thời giờ để làm việc đạo đức kinh Thánh Giuse và lãnh ơn toàn xá. Đồng thời anh chị em mời anh chị em vào trong chuyên mục Chuyến đạo chuyến đời để chúng ta tham dự tuần cửu nhật kính Thánh Giuse, bắt đầu một tuần đến ngày thứ năm 18 tháng 3 là kết thúc, và ngày 16 thứ sáu 19 tháng 3 là ngày lễ kinh Thánh Giuse. Chúng ta đang làm tuần cửu nhật kính Thánh Giuse để cầu nguyện xin Thánh Giuse cất đi cơn đại dịch đang hoành hành trên toàn thế giới, và cầu nguyện cho những người, những gia đình nhiễm virus corona được ơn chữa lành. Có rất nhiều người thân yêu của chúng tôi đang nhiễm ở bên Mỹ cũng như nước ngoài. Mời anh chị em tha thiết cầu nguyện cho nhau. Và các bạn cũng đang sống trong 40 ngày chay thánh vào trong hoang địa để chúng ta gặp gỡ Chúa. Hoang địa cuộc đời của mình bắt đầu từ ngày thứ tư lễ cho 17 tháng 2 và sẽ kết thúc vào chủ nhật tới là chủ nhật lễ lá. Sau đó chúng ta có 2, 3, 4, 3 ngày tuần thánh tĩnh tâm để mừng lễ phục sinh, rồi đến ngày thứ sáu tuần thánh chúng ta lại làm tuần cửu nhật kính lòng thương xót Chúa. Lễ kính lòng thương xót Chúa sẽ mừng vào chủ nhật thứ hai sau phục sinh. Đó là chương trình của chúng ta như vậy, cứ liên tục việc đạo đức, việc đạo đức, việc đạo đức. Có những người, ngay cả là những người đi tu cũng cảm thấy sao mà làm nhiều thế, có vẻ như là ngán hay là mất thời giờ quá. Thì chúng tôi nghĩ rằng là mình không sống bởi cơm bánh mà còn sống bởi lời Chúa. Anh chị em ăn ngày mấy bữa? Ngày 3 bữa, có người thêm bữa lúc 9 giờ, thêm bữa lúc 4 giờ là mấy bữa? 5 bữa. Hồi đó tôi học bên Phi còn thêm một bữa tối lúc 9 giờ tối trước khi đi ngủ là 6 bữa. Ăn 6 bữa. Mà mình đi lễ đọc kinh cầu nguyện mấy lần? Có một lễ. Rồi có, nếu mà nhà tu thì có kinh sáng, kinh trưa, kinh chiều, kinh tối. Còn giáo dân thường ngoài thì lễ thường chưa chắc đã đi. Rồi mình là đọc kinh thì may ra có kinh tối, có người đạo đức thì thêm kinh sáng, mà cũng vắn tắt. Thế thì thưa anh chị em, đôi khi mình không có cân bằng giữa cái tinh thần và thể xác, giữa đời sống tâm linh và đời sống thường ngày. Cho nên chúng tôi cố gắng làm, rồi để cho anh chị em có nhiều lựa chọn, giống như là cửa hàng bách hóa tổng hợp. Anh chị em có nhiều lựa chọn, muốn vô sống đúng sống đẹp thì vô, muốn vô chuyện đạo chuyện đời thì vô, muốn vô thắc mắc hỏi ai thì vô, muốn vô tản mạn cuối tuần thì vô, muốn vô lời Chúa tiếng Việt cũng có, tiếng Anh cũng có. Nói chung là một ngày mà làm như thế này thì anh em chúng tôi cũng phải làm khoảng trung bình 12 tiếng đồng hồ. Trung bình mỗi ngày 4 món, mỗi món 3 tiếng thì cũng phải mất 12 tiếng đồng hồ. Từ soạn bài xong rồi thu âm, rồi lồng hình, rồi post lên mạng, nguyên một cái ekip làm việc thì cũng phải mất 12 tiếng đồng hồ để cho anh chị em có được những món ăn như thế. Có những người thì đón nhận, có những người không đón nhận, đó thì tự do của mỗi người. Còn anh em chúng tôi làm với tất cả khả năng của mình, cái nén bạc Chúa ban cho chúng tôi thì có mỗi chưa được nửa nén. Người ta thì nén là đã khá rồi, còn 10 nén, còn chúng tôi thì chưa cho nửa nén thôi, thì ráng làm xin lời nửa nén nữa để kiếm tí vé vào nước trời. Thưa anh chị em, nói đùa vậy chứ còn khi mình làm thì mình chẳng có mong là được thưởng hay là vé gì cả. Nhưng mà mình làm với tất cả cái niềm say mê của mình, với cái đam mê của mình, đam mê lòng thương xót Chúa. Mỗi người có cái đam mê, người thì mê rượu, mê bài, mê gái, mê cá độ bóng đá, mê game. Còn chúng tôi thì bị dính vào cái lòng Chúa thương xót, những cái đam mê. Làm cái gì cũng phải có lòng Chúa thương xót trong đó mới làm, không có không làm. Mà cái gì cũng có thể làm về lòng Chúa thương xót được. Cái gì cũng có được. Đưa bất cứ cái gì chúng tôi có thể nhận thấy được lòng Chúa thương xót ở trong đó. Từ cái vui, cái buồn, cái đau, cái khổ, cái sướng, cái hạnh phúc, từ đồng tiền và ngay cả tội lỗi cũng thấy được lòng Chúa thương xót trong đó. Thế thì sướng quá, hạnh phúc quá. Ngay như cả những chuyên mục mà thắc mắc hỏi ai cũng vậy. Chúng tôi làm để anh chị em thêm hiểu biết,
Và mình thêm hiểu biết thì yêu mến Chúa, người ta gọi là vô tri bất mộ. Không biết thì không yêu mến, càng biết thì càng yêu mến, mà càng yêu mến thì càng muốn tìm hiểu hai người yêu nhau. Mình càng biết người yêu của mình thì mình càng yêu, và càng yêu thì càng muốn tìm hiểu thêm về người yêu của mình. Mà nếu mà chúng ta có ghét rồi, chúng ta tìm hiểu để chúng ta ghét cũng có. Thấy tội nó thế này còn đi bới tội thêm nữa. Thôi mình đã ghét nó một tội đủ rồi, nhưng mà chúng ta đâu có ngừng ở đó, phải không? Ghét nó mà thấy một tội nó mà khó ghét rồi, nhưng mà vẫn không chịu ngừng, bới thêm tội ra để mà nói cho người khác cho nó còn ghét hơn nữa. Không những mình ghét nó mà cũng Mày ghét nó cho tao, nói thêm, bới thêm. Bới tội ra làm gì? Nó vậy đã đủ rồi. Một tội là đủ, cả thế gian nó ghét nó rồi mà không chịu cơ. Phải ngồi coi nó có cái gì nữa, chẻ sợi tóc làm tư. Nó hở cái lời nào thì bắt bẻ lời đó, hình lời nào thì bắt lời đó của đáng tội. Nói thì cho nó vui. Thì anh em làm, chúng tôi đâu phải chuyên môn làm, thì hình ảnh nội kia nó cũng đâu có tốt được, đâu hay được. Thì anh em vẽ tấm phông rồi có hai cái tay giơ lên như vậy nè, một chay đó, hai tay giơ lên giống như lạy Chúa xin thương xót con. Thì tôi ngồi phía trước, sau cái phông hai cái tay giơ lên đặt nó, mấy em nó quay làm sao mà hai cái tay nằm ngay sau cái đầu, thì ra hai cái sừng. Nó bảo tôi bắt đầu mọc sừng. Khổ chưa cái gì. Người thương thì bảo là thế này thế kia, người ghét thì bảo hai cái sừng. Trên cái em nó làm bảo giờ bỏ đi cho bỏ kệ nó, không sao đâu, mình vốn là kẻ tội lỗi mà, chú cho người ta thấy cái xấu xa của mình thì cũng được, không sao đâu. Thà người ta thấy cái xấu người ta thương, còn hơn người ta tưởng mình tốt mới cùng người ta khám phá ra mình xấu nó còn tệ hơn nữa. Trời ơi, tưởng ngon lắm hóa ra ui giời ơi. Thôi vốn nó xấu rồi, có đẹp tí nào nó là do lòng thương xót Chúa mà thôi, chứ còn mà Chúa không thương nó còn xấu hơn. Chúa mà không thương còn cả chục cái sừng chứ phải hai cái sừng rồi, hai cái là còn đỡ đó. Chúa mà không bảo vệ che chở gìn giữ thì khắp người đều mọc sừng hết. Thưa anh chị em, lòng thương xót Chúa là như vậy. Chứ mình nhìn bất cứ chỗ nào cũng thấy được hình ảnh lòng thương xót Chúa trong đó. Đó là câu trả lời chung cho anh chị em hỏi rằng tại sao mà chúng tôi làm những cái này để làm gì. Thì đây là thắc mắc của nhiều người, và làm như vậy để làm cái gì? Thưa, để loan truyền lòng thương xót của Chúa. Và làm như thế nào? Thưa, Chúa cho khả năng làm đến đâu thì làm đến đó. Chúa cho một nén làm một nén, Chúa cho nửa nén chúng tôi làm nửa nén. Và thú thật với anh chị em, với các bạn là chúng tôi là những con người, thứ nhất là tội lỗi, thứ hai là bất tài, thứ ba là bất xứng. Tội lỗi, bất tài, bất xứng. Mà Chúa dùng thì như cái bút chì trong tay Chúa, Chúa muốn vạch cái nét nào rồi Chúa vạch, còn mình là cái bút chì. Bây giờ mấy anh chị em chúng ta đi vào những cái thắc mắc cụ thể. Thực sự đã có những thắc mắc nó quá nhỏ. Anh chị em hỏi mà nhiều khi trả lời lên người nghe lại còn luôn bực mình, mà vậy mà cũng hỏi. Nó khó ở chỗ đó. Nhưng mà mình phải tôn trọng mỗi người. Mỗi người có cái hiểu biết của mình. Ví dụ mình hiểu biết hết tất cả, nhưng mà có một điểm mình không hiểu biết thì nó là sao? Ai dám nói rằng cái gì mình cũng biết đâu. Bác học chỉ nói một câu là cái sự hiểu biết của tôi chỉ như là một hạt cát trong sa mạc, như là một giọt nước ở trong biển đại dương mênh mông thôi. Có ai mà dám nói rằng mình là bách khoa tự điển đâu. Thì tất cả những câu trả lời, nếu mà cho chắc chắn thì chúng tôi, những vấn đề chuyên môn chúng tôi lấy tra cứu trên mạng của những đấng bậc, các bậc thầy về giáo luật, về kinh thánh, về phụng vụ cho nó chắc ăn. Vì sự hiểu biết của mình thì có giới hạn. Câu thứ nhất là: thưa cha, xin cha giải đáp giúp con, vì con nghe nói những người tập yoga hay ngồi thiền là không được vì trái với đức tin Công giáo, như vậy có đúng không? Con cảm ơn cha. Xin thưa ngay là việc tập yoga và ngồi thiền đúng phương pháp, đúng nghĩa thì không có gì gọi là trái đức tin Công giáo cả. Đó là cách mình tĩnh tâm, cho tâm mình tĩnh lại. Và nếu mình có thể kết hợp tập yoga và ngồi thiền với việc cầu nguyện, với cầu nguyện với lòng Chúa thương xót thì còn hay hơn nhiều ấy chứ. Đúng không ạ? Tại vì yoga hay là ngồi thiền là giúp để mình tập trung tinh thần của mình, không có bị phân tán bởi những suy nghĩ nào khác. Và khi mình tập trung tinh thần của mình lại thì mình làm cho cái tinh thần mình nó thanh thản, nhẹ nhàng, không có tơ vương bận vướng cái gì cả. Và
thể xác mình cũng được thư giãn trong đó, vì tinh thần với thể xác luôn ảnh hưởng trên nhau. Nếu mà thân xác của tôi nó mệt mỏi thì hôm đó tôi cầu nguyện chắc chắn là ngủ gục thôi. Một đêm vừa qua mà tôi thức đến 1-2 giờ sáng, sáng đi lễ thì bảo đảm là nó ngủ gục thôi. Và nếu mà tôi đang có chuyện buồn, gia đình tôi mới có người thân dính Covid, tôi đang có chuyện buồn thì đương nhiên là tôi ăn cơm không ngon rồi. Đêm ngủ tôi cũng chằn trọc, không biết là người thân của tôi bên nước ngoài bây giờ ra sao, hay là mẹ tôi đang nằm bệnh viện bây giờ ra thế nào. Cho nên là thể xác và tinh thần nó luôn ảnh hưởng với nhau. Và để cho mình bớt suy nghĩ lung tung, để cho mình bớt phân tán tư tưởng của mình đi. Tại vì mình khi mình càng phân tán bao nhiêu thì cái lực tập trung nó yếu đi. Ví dụ mình đang đọc sách mà mình tai mình thì nghe tiếng búa đập, mắt mình thì liếc nhìn thấy người kia đi qua đi lại, mũi mình ngửi thấy nhà bếp đang đưa cái mùi xào lên, thì tất cả những cái giác quan bên ngoài đó, khứu giác, thị giác, thính giác, vị giác, nó ảnh hưởng chính cái bộ não của mình và nó làm cho mình không thể tập trung tư tưởng được. Thế thì khi mình thiền, khi mình yoga là mình bỏ hết những tạp niệm đi, bỏ hết tạp niệm đi, không để cho những cái đó nó tác động lên mình nữa, và mình tập trung vào một điểm thôi. Ví dụ người ta tập trung vào hơi thở chẳng hạn, hít thở, hít thở. Có khi là kết hợp thay vì mình hít không thì mình, vì cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Giêsu, hít vào, thở ra, xin thương xót chúng con và toàn thế giới. Quá tuyệt vời, thấy không? Quá tuyệt vời. Cho nên không có gì gọi là trái với đức tin Công giáo. Còn trừ khi những người mà lợi dụng cái yoga, cái thiền rồi đi đến cái mục đích khác thì tôi muốn nói. Còn mục đích chân chính của việc yoga và thiền là nó giúp cho mình phục hồi được sức khỏe tinh thần và thể xác mình. Thứ hai, con chào cha, con có một câu hỏi là các thánh đã được giáo hội tôn phong thì các thánh có phải phân chia lớn nhỏ hay là như nhau hết ạ? Và người tín hữu được lấy tên các thánh làm bổn mạng cho mình được không ạ? Con cảm ơn cha. Lên thiên đàng cũng rồi còn còn chỗ cao chỗ thấp nữa thì thôi. Giống như là các tông đồ lúc mà đi theo Chúa đó, ông Gia-cô-bê, ông Gioan đòi ông thì bên tả, ông bên hữu, mấy ông kia sầm xì đấu chịu. Chúa nói là sao mà làm lắm chuyện thế, cái chuyện gì sầm xì, tranh hơn nhau chỗ thấp chỗ cao, thì đó là thế gian. Rồi trong giáo hội cũng đang sống ở trong thế gian, cho nên cũng phải có những cơ cấu, có tổ chức phẩm chất. Cho nên để phong thánh thì giáo hội có những tiến trình để phong thánh, là tiến trình là thứ nhất là thế này, thứ hai thế này, thứ ba thế này. Chúng tôi đã cắt nghĩa cho anh em nhiều lần rồi. Trong đó thì có á thánh, rồi đá thánh tức là chân phước, rồi hiền thánh là hết. Và khi lên hiển thánh rồi thì như nhau hết thôi. Và thực sự ra thì nói về các thánh ấy, chúng ta cũng đang là thánh, đang sống giáo hội. Mình biết là chúng ta nói rồi, giáo hội trần gian này gọi là giáo hội gì đó, chiến đấu các thánh. Rồi khi mình chiến đấu, mình qua đời mà chưa được lên thiên đàng, ở trong luyện ngục là giáo hội thanh luyện, giáo hội đau khổ, thành thanh luyện, các thánh ở luyện ngục. Rồi lên thiên đàng là giáo hội khải hoàn. Thì giáo hội khải hoàn cầu nguyện cho những người ở trần gian này chiến đấu. Rồi những người trần gian chiến đấu này dâng những lời cầu nguyện hy sinh, ơn toàn xá cầu nguyện cho những người đã qua đời, giáo hội đau khổ thanh luyện. Rồi sau khi thanh luyện xong rồi lên thiên đàng lại cầu nguyện cho như thế. Và tín điều các thánh cùng thông công. Cho nên đã gọi là thánh thì không có thánh to, thánh nhỏ, thánh lớn, thánh bé. Chúng ta bị cái quan niệm của trần gian lúc nào cũng có cấp bậc, phẩm chất, thứ tự, gọi là hierarchy. Giống như hình tam giác như thế này, chóp đinh là cái này, rồi dưới. Và cái hình tam giác này đôi khi người ta đặt theo kiểu ngày xưa, bây giờ không chấp nhận được, là Đức Thánh Cha trên cùng, rồi Hồng Y, Giám Mục, Linh Mục, Tu Sĩ, giáo dân là hạng bét ngồi dưới cùng, rồi trên là các đấng các bậc ngồi trên. Đó hoàn toàn là không còn đúng nữa. Mà bây giờ hình ảnh là giáo một vòng tròn mà Chúa Giêsu ở giữa là trung tâm, còn tất cả đều bình đẳng với nhau, nắm tay nhau kết thành một vòng tròn. Mà Đức Thánh Cha gọi là tất cả anh chị em là anh chị em với nhau. Thông điệp của Đức Thánh Cha đó, sứ điệp mà Ngài đi Iraq vừa rồi cũng nhấn mạnh về cái điểm đó.
tất cả chúng ta là anh em với nhau, quy tụ thành một vòng tròn mà Chúa Kitô là giữa, là trung tâm. Ngài quy tụ tất cả lại, không có còn cao thấp sang hèn thứ bậc như ở trần gian này. Còn ở trần gian này, vì là ở trần gian, con người có thể xác, có linh hồn, cho nên cái thể xác này nó còn phải lệ thuộc vào điều kiện không gian và thời gian. Mà sống chung với nhau thì cũng phải có tổ chức, có tôn thi trật tự, có trên có dưới. Mục đích là để cho mình sống tốt. Mục đích cái tôn ti trật tự đó, cấp bậc phẩm trật đó để sống tốt, chứ không phải là để cho người ta đè đầu đè cổ như là cái hình tam giác này ở phía trên cứ quyền hành, quyền bính, rồi gọi là quyền hành, tức là lấy quyền để mà hành người ta. Không phải, không còn cái hình ảnh đó nữa, mà phải là hình ảnh một giáo hội đồng tâm, Chúa Giêsu ở giữa. Mọi người là anh em với nhau, cầm lấy tay nhau, người khỏe giúp người yếu, người mạnh thì nâng đỡ người yếu hơn mình, chứ không phải là quyền bính, quyền hành để thống trị, áp đặt, đè đầu đè cổ những người khác, như là hình ảnh mà giáo hội thời Trung Cổ ngày xưa là hình tam giác như thế này, trên đầu chóp đỉnh, còn dưới giáo dân cứ cắm đầu cắm cổ mà chịu không có. Cho nên trên thiên đàng thì tất cả đều là các thánh rồi, Thiên Chúa là Cha, mọi người là anh chị em với nhau. Nơi đó không còn chuyện mà phân chia lớn nhỏ như trần gian này nữa. Bây giờ mình đặt là thế này thế kia là vì trần gian, chứ còn trên thiên đàng được hưởng mặt Thiên Chúa đó là hạnh phúc lắm rồi. Đã gặp Thiên Chúa là tột đỉnh rồi, còn cái gì hơn, có gì kém nữa đâu thưa anh chị em. Thế không ạ? Chứ còn nếu mà trên thiên đàng mà còn hơn kém, chắc tôi cũng chẳng lên làm gì. Tại mình vốn đã nghèo rồi, mình lên nó lại cũng nghèo nữa. Nhà giàu nó cứ đút lót cho ông Phêrô, nó lên nó ngồi trên cao, nó sướng trần gian này, nó lại sinh nhân nên thì đáng lại sướng nữa. Nhớ trong dụ ngôn người phú hộ và ông Lazaro, Chúa nói với ông phú hộ là con đã được đầy đủ ở trần gian này rồi, còn Lazaro đã chịu nhiều thiệt thòi, bây giờ thì Lazaro được ngồi bên lòng Abraham, còn con vì con không biết chia sẻ cho anh em con, cho nên bây giờ con không có chỗ ở đây nữa, với vực thẳm xa cách một giọt nước cũng không thể có cho con được nữa. Chúa công bằng vô cùng, cho nên hỡi những người giàu có, hỡi những kẻ lắm tiền lắm của, hỡi các đại gia, hãy mau thức tỉnh mà mở rộng tấm lòng chia sẻ cho người khác đi. Đừng tưởng rằng của cải này trong tay mình không có gì hết, mình có quyền sở hữu, mình chỉ là người quản lý thôi. Nè, cho anh, tôi đưa anh 1 triệu anh tiêu dùng cho anh em nha. Anh này tôi đưa 1 tỷ chia cho anh em nha. Mà nghe tụi nó nói là anh chi không đều là anh chết với tôi đó. Anh giữ 1 tỷ anh chia bao nhiêu? Dạ thưa con giữ lại 999 triệu, con chia 1 triệu. Đời em tàn rồi em ơi. Đời tàn là cái chắc. Giờ thì hinh hoang, xe hơi nhà lầu, đi đâu cũng dạng dài dạng dạng, từ ngoài xã hội đến trong giáo hội. Nhiều khi vô giáo hội mình có tiền mình cũng ỷ y, đi đâu cũng ngồi kế các đấng, ngồi chụp hình quay phim đưa lên, có vẻ ta đây lắm. Quan trọng là việc bà hay ông ngồi cạnh Đức Giáo Hoàng hay cạnh Đức Tổng Giám Mục Hồng Y đi, chỗ nào cũng ngồi đó đi, nhưng mà quan trọng là lúc qua đời bà ngồi đâu mới là cái điều quan trọng. Chúa lại bảo thôi con à, lúc sống trên trần gian con ngồi gần các đức cha nhiều lắm rồi, thôi giờ chịu khó vậy nha, giờ con ngồi đâu Chúa, trên này không có chỗ cho con, không có chỗ cho con, không có chỗ cho con thì đi đâu, con biết đi đâu rồi, nó đang chờ con dưới kia kìa. Bảo sao ta nó bỏ xuống đấy, xin trần gian này tao mày chơi nhau hoài mà, trần gian tao dắt mày vô đó ngồi đó đó, ngồi chỗ nhất đó, ngồi chỗ cạnh Hồng Y, cạnh Giáo Hoàng, cạnh Giám Mục đó, quay phim chụp hình đó, tao dắt mày chứ tao không dắt đường này mày vô được, thế chưa. Còn bây giờ sao thì tao dắt mày về thì mày dắt tao, hai đứa mình cùng nhau xuống dưới kia chơi, xuống dưới hỏa ngục chơi chết đấy. Đừng có ông cứ hinh hoang thích ngồi chỗ cao chỗ thấp trên trần gian này đi, thích ngồi gần cái đấng các bậc đi, lễ lại nào cũng phải ngồi chỗ vinh dự đi, chết không có chỗ cho ông trên nước trời đâu ông ơi. Chúa nói các con đã được trả công cả rồi, lời Chúa nói đâu phải lời tôi nói. Chúa chỉ hỏi một câu là xưa ta đói có cho ta ăn hay không, khát có cho uống hay không, Chúa không hỏi là
xưa con ngồi chỗ nào, bên tả hay bên hữu Đức Cha, hay là Hồng Y, hay là Giám Mục, hay là Tổng thống, hay là Chủ tịch. Điều đó đối với Chúa không quan trọng, không quan trọng tí nào. Mình thì quan trọng lắm, hãnh diện lắm, quay phim chụp hình đấy bằng được. Cái khó gì đâu, tôi ráp tôi ngồi ai với ai chẳng được. Anh tí anh ráp tôi ngồi gần Đức Giáo Hoàng được không? Được. Gì khó, ngồi gần Tổng thống Mỹ được không? Được. Cái đâu khó, hãnh diện gì chuyện đấy. Chứ muốn ngồi đâu cũng ngồi được hết, là bắt tay nữ hoàng Anh được không? Được luôn, gì đâu khó. Hãnh diện gì ba cái tâm hình đó mà đem lên một khoe lên làm cái gì. Quan trọng nhất là sau khi chết rồi tôi ngồi ở đâu, có ở trong lòng thương xót của Chúa hay không. Mà muốn ở trong lòng thương xót Chúa thì ngay trần gian này có đón nhận lòng thương xót Chúa hay không. Và làm sao để chứng tỏ rằng đón nhận lòng thương xót Chúa, đó là có xót thương người khác hay không. Hết. Vì thế mà mùa chay này chúng tôi có 3 đợt đi công tác bác ái. Các bạn thiện nguyện đã chuẩn bị sẵn sàng hết, mọi người chuẩn bị để lên đường đi công tác bác ái trong mùa chay này. Covid thì cô gì kệ cô ấy, không có sợ một cô nào cả, chỉ sợ một đấng duy nhất có thể ném cả xác và hồn xuống hỏa ngục, thợ sợ đấng đó thôi. Còn cô nào kệ cô ấy, chơi với cô nó mệt nhất là Covid, cho mới nó bảo chà, tránh với cô ra chà. Mà sao mà tránh dữ vậy, chàng thấy Covid rồi, mới có Covid không mà đủ chết rồi, còn mấy cô khác nữa còn khốn nạn nữa. Thưa anh chị em, quan trọng là cái lòng mình thôi. Mình nếu mình thực sự mình muốn xót thương người khác, chúng ta có trăm phương nghìn cách để thực hiện. Còn nếu mình không, yêu nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Và người tín hữu được lấy tên các thánh làm bổn mạng cho mình được không? Dạ thưa được. Không những một mà có thể lấy hai, lấy ba cũng được, chẳng sao. Mà có thể thêm cũng được. Có những người rửa tội thì lấy là Maria, rồi lúc mà đi vu tu thì đổi là Teresa, rồi lúc gì đó lấy là Maria Teresa, đâu có sao. Và không bắt buộc là nam thì phải lấy tên thánh nữ, và nữ thì phải lấy tên là không bắt buộc là nam phải lấy tên thánh nam, nữ lấy tên thánh nữ, không bắt buộc. Mình muốn chọn thánh nào thì chọn. Thí dụ tôi chọn thánh Faustina là bổn mạng được không? Được. Có gì cấm đâu. Faustina Trần Đình Long, nghe được không? Câu thứ 3. Cha con là có câu hỏi nhờ cha giải đáp. 3 điều kiện thông thường để lãnh nhận ân xá ấy cha. Mình bắt buộc phải xưng tội thì mới được ạ. Và cầu nguyện thiếu Đức Giáo Hoàng là sao ạ? Cha giải thích cho con hiểu tội trọng tội nhẹ là gì đi ạ. Thưa anh chị em, để lãnh ơn toàn xá, điều kiện là xưng tội, rước lễ, cầu nguyện thiếu Đức Giáo Hoàng. Có nghĩa là phải sạch tội. Mà muốn sạch tội thì phải đi xưng tội thôi. Có người bảo vậy thì muốn đi xưng tội thì phải làm sao cha? Thì phải phạm tội. Thưa anh chị em, mình không muốn phạm nó cũng phạm mà. Có ai mà bảo rằng là một ngày mình không phạm tội bao giờ đâu. Thế không ạ? Mình sống dưới trần gian mà bao nhiêu là cả thứ tội lỗi, một ô nhiễm, cám dỗ nó vây bọc quanh mình. Nếu mà Chúa không gìn giữ bảo vệ mình thì một giây mình cũng có thể mất linh hồn rồi. Thế không ạ? Một giây thôi. Bị ngay cái lúc cái giây mà tôi bị kem giũa là tôi bỏ Chúa, mà Chúa gọi một cơn gió thoảng cái bay lăn đùng ra đó rồi tiêu luôn. Nếu mà về công bằng, mà lòng thương xót của Chúa thì lại khác. Cho nên là mình lấy ơn toàn xá thì điều kiện là phải sạch tội, mà muốn sạch tội thì phải đi xưng tội, và xưng tội thì rước lễ, thế thôi. Và cầu nguyện thiếu Đức Giáo Hoàng là Đức Giáo Hoàng gợi ý cầu nguyện như thế nào thì mình cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng như vậy. Ví dụ Đức Giáo Hoàng đang gợi ý chúng ta cầu nguyện cho hòa bình thế giới thì mình cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng là như vậy. Đang cầu nguyện cho chiến tranh ở Iran, Iraq chẳng hạn thì mình cầu nguyện theo Đức Giáo Hoàng như vậy. Mình cứ nói là con cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng được rồi, chú biết mà, thế không ạ? Và xin tội rước lễ thì buộc là những người mắc tội trọng thì mới buộc đi xưng tội, nguyên tắc. Nhưng mà lời khuyên thì cứ có tội thì đi xưng cho nó chắc ăn, mình biết đâu nặng với nhẹ, thế không? Cho nên anh hỏi tiếp là làm sao biết tội nặng tội nhẹ. Tốt nhất là đi xưng tội, trình bày với cha giải tội. Cha giải tội sẽ biết. Học bao nhiêu năm mà không biết cái đó thì sao giải tội. Tôi chỉ biết là
sau khi chịu chức linh mục rồi, không phải là chịu chức linh mục xong là đương nhiên được giải tội. Không có, chưa. Phải lên Đức Giám Mục nhận năng quyền để giải tội. Mà có khi Đức Giám Mục thấy rằng cái khóa này nó chưa an toàn, nên yêu cầu học thêm 3 tháng về bí tích giải tội. Như vừa rồi mới tòa án giải tối cao đó, mới có một buổi học về giải tội đó, cho một số anh chị em và những người khác học online đó, các linh mục đó. Thì học về ấn tín, tòa cáo giải, học về giải tội tòa trong, và tùy theo tiếng lương tâm. Và Đức Giáo Hoàng gọi là đó là tòa án của lòng thương xót. Phải nhường cho cái tiếng nói lương tâm của họ. Mình không ai có thể biết được gì hơn ngoài chính họ. Mà họ thì phải được huấn luyện lương tâm, mà lương tâm là tòa án của lòng thương xót, sẽ kết án họ như thế nào. Thế thì linh mục phải được học đã, đầy đủ đã, rồi có sự phán đoán nó quân bình đã, thì mới được giải tội. Cho nên có những linh mục mà có thể là sau này bị bệnh bối rối, tinh thần nó hoảng loạn, hay là cái sự gọi là phán đoán, cái judgment, cái phán đoán nó không có quân bằng nữa, thì không được giải tội. Và người ta khuyên không nên đến những linh mục đó, vì có thể phán đoán sai. Đáng lẽ là tội trọng thì bảo là tội nhẹ, đáng lẽ có tội thì bảo không, đáng lẽ không có tội bảo có, làm cho người ta bị bối rối. Cho nên anh chị em mình cảm thấy không biết có tội không có tội, hay thắc mắc câu đó, tôi nói không biết có tội không có tội thì tốt nhất đi xưng tội. Thế thôi. Không biết tôi ăn cơm chưa, không biết là ăn chưa nhỉ, không biết thì cứ đi ăn cho nó chắc ăn. Thế thôi, có mất mát gì đâu. Thêm mà có mất mát gì đâu mà sợ. Thì mình xưng tội thì không sạch tội trọng thì sạch tội nhẹ, có sao đâu. Mà tội thì ai chẳng có. Giống như cái áo của mình ấy, có một vết dơ thì mình lo mình đi giặt, hay là chờ chờ cho nó dơ hết áo rồi đi giặt. Đi đâu mang cái vết dơ đi làm gì, thấy không? Vì thế mà nguyên tắc là tội nặng là những tội mà mình phạm trong những điều răn nặng, có tự do và ý thức phạm, và phạm trong những cái điều là nặng, ví dụ như là giết người, cướp của vân vân, những cái điều răn nặng và mình làm với ý thức và với tự do. Ví dụ như trường hợp gọi là giết người nhưng mà không mắc tội nặng, là tội gì, là lúc nào? Giết người thực sự nhưng mà không mắc tội nặng là vì tội gì? Ngộ sát. Ngộ sát thì tôi lái xe tôi tông chết người. Tôi đâu cố ý tông chết đâu. Tôi đang chạy, nó chạy ngang qua, tôi thắng không kịp và tông chết. Thì nguyên tắc là tội giết người đúng không? Nhưng mà tôi không mắc tội trọng, vì đâu tôi không cố ý tôi tông người ta, mà đó là vô tình thôi, tức là không có cố tình. Cho nên phải có tự do và có ý thức và cố tình phạm, tự do, ý thức và cố ý thì mới thành tội nặng. Còn ví dụ có người bảo thưa cha con có ngủ gà ngủ gật khi ít khi nhiều khi nào cũng có, tội đó thì tôi nhiều nhất. Ai chẳng có tội ngủ gà ngủ gật. Tối thức khuya làm việc đến 1-2 giờ sáng, thì sáng đi lễ thì mình không muốn ngủ nó cũng ngủ, nó ngủ từ trong nó ra, phải không? Đang đọc kinh Maria để phút cho vợ ông mà hay mà ngủ lúc nào đâu biết được. Hoặc là một tội lo ra chi trí chẳng hạn, bảo ai không lo ra chi trí không, khó lắm. Thế không, những cái đó nó không phải mình cố ý. Còn mình cố tình phạm và ý thức rồi có tự do và phạm trong những cái điều nặng thì nó mới trở thành tội trọng. Thế có người bảo là phạm tội trọng thì cũng khó lắm ấy cha. Mà thực sự khó thật đấy. Có ai mà muốn phạm tội trọng đâu, có ai muốn giết người đâu, đúng không? Thí dụ như thế, có ai muốn ăn cắp đâu. Và có những người hoàn cảnh này hoàn cảnh kia mình không xét đoán, thì mỗi người nguyên tắc nó như vậy. Và khi chị em cảm thấy mình mà bối rối lương tâm, tốt hết đi xưng tội xong nhẹ. Còn nếu mà thấy đó là tội nhẹ thì mình khuyên cũng nên đi xưng. Còn nếu không đi xưng được thì có nhiều cách để mà được giải trừ tội nhẹ, mà trong một trong cách đó là đi lên rước mình Thánh Chúa, bí tích thánh thể nuôi dưỡng linh hồn mình và còn tha những tội nhẹ trong linh hồn mình nữa. Câu hỏi thứ 4: thưa cha, con đi làm công việc dọn buồng phòng cho khách sạn, con phải làm ngày Chủ nhật vì ngày Chủ nhật rất đông khách. Con vẫn giữ lễ ngày Chủ nhật, vậy con có mắc lỗi là không kiêng việc xá ngày Chủ nhật không ạ? Con chọn công việc này là vì con có 3 đứa con nhỏ, công việc này gần nhà con nên tiện việc thì thi thoảng con chạy về đón con cái. Thưa anh chị em, chúng tôi đã nói về ngày Chủ nhật nhiều lần rồi, là mình buộc kiêng việc xá khi mình có điều kiện.
Còn nếu những cái điều kiện, thí dụ như là người lính cứu hỏa, hay là cảnh sát, hay là trật tự, hay nhân viên vệ sinh, những việc mà mình không thể bỏ được thì mình không mắc tội là kiêng là làm việc xác ngày Chủ nhật. Chỉ mắc tội làm việc xác ngày Chủ nhật khi mình vì tham công tiếc việc. Ví dụ ông đã dư ăn dư để rồi, nhưng mà ngày Chủ nhật này kiếm thêm để mà nhậu, kiếm thêm tiền để mà đi chơi, kiếm thêm tiền để dành, rồi mình làm cho cái lòng tham của mình. Chị hiểu lắm không ạ? Còn tôi làm vì nhu cầu. Ví dụ chị này, chị đi, là phải đi làm để nuôi ba đứa con mà chọn công việc này vì gần nhà, chạy ra chạy về được. Mà làm ngày Chủ nhật như vậy, chị vẫn giữ lại ngày Chủ nhật mà, đâu phải là chị tham tiền đâu. Thấy không? Còn có những ông mà tham tiền, tham công tiếc việc, không dám bỏ lễ vì sợ bỏ vậy thì lỗ. Hôm nay mình mới để dành được có 1.1 tỷ, còn phải thêm để dành 1.2 tỷ, hôm nay làm để kiếm điểm 1.2 tỷ nữa chẳng hạn. Anh chị em nắm không ạ? Nếu cái ý hướng của mình, ngày Chủ nhật là ngày để thánh hóa, ngày để mình nghỉ ngơi thể xác và tinh thần, ngày để đến với Chúa, ngày để đến với nhau, để họp mặt gia đình. Nhưng mà nếu vì công việc lợi ích chung thì mình không thể bỏ được. Như tôi nói, người làm vệ sinh bỏ sao được, người làm cứu lính cứu hỏa, làm bệnh viện sao bỏ được, đi trực đêm hay là trực ngày, trật tự sao bỏ được, ai giữ trật tự, vân vân. Cho nên chúng ta đừng quá bối rối về cái chuyện mà làm việc sáng ngày Chủ nhật, cho bằng là mình sống cái ngày Chủ nhật đó như thế nào. Mình cứ lo rằng tôi đi lễ ngày Chủ nhật, mình chỉ giữ ngày Chủ nhật là giống như là cái luật buộc để mà khỏi phải phạm tội với Chúa. Đó là Chúa buồn. Mày đến thăm bà tao bộ Tết, con đến Tết bố mẹ, vì Tết phải đi Tết. Tết thì bố mẹ chửi, thì mày cút luôn đi cho rồi, mày biến đi. Mày thương, mày quý mến tao, mày đến thì tao quý. Con cũng phải đi dành giúp mãi được tí quà này đấy. Mày tao cần tấm lòng, chứ tao cần cái quà này, mày ôm cái quà mày đi về đi. Thế không ạ? Mày đến với Chúa là tấm lòng của mình. Ta cần tấm lòng chứ không cần hy lễ, Chúa nói rất nhiều lần rồi. Mà tấm lòng đó là lòng yêu mến Thiên Chúa và yêu mến anh em của mình. Còn đến với Chúa còn dâng lễ cầu nguyện là vì lòng yêu mến, chứ không phải vì luật buộc. Nếu mà vì luật buộc thì là mình làm nô lệ rồi, nô lệ cho lề luật. Còn mình đến thì chỉ có hồn chương ba mà da hàng thịt, đến cho có lệ thôi. Nó uổng đi ấy. Cũng đến mà chỉ thay đổi một tí xíu thì nó có công phúc, mà thay đổi một tí thì nó vô ơn, vô nghĩa, chả được cái gì cả. Là do ý hướng của mình. Nếu tôi đến với ý hướng tôi yêu mến Chúa, tôi được lãnh tràn trời ơn phúc. Nếu tôi cũng đến đó mà với ý hướng là thôi làm cho xong cái phạm tội chết rồi không biết làm sao, Chúa bảo mày chả được cái gì. Cũng đến mà tại sao mình không để cho cái ý hướng mình nó trong sạch, ngay thẳng, trong sáng đi. Chỉ thay đổi tí xíu vậy thôi mà. Thế không? Cái ý hướng nó quan trọng lắm. Và tội hay phúc nó cũng từ cái ý hướng đó. Chứ tôi đâm một người, nhưng mà không phải là vì tôi cố ý đâm, nhưng mà tôi làm một cái hành động nào đó mà người đó lao vào, tôi đâu có ý hướng tôi đâm người đó đâu. Thế không? Còn tôi vừa mới đi giao, tôi đâm nó quay lại, nó chụp ngay tay tôi, nó bẻ cái cốp một phát, tôi có tội không? Có. Thấy chưa? Cái ý hướng của tôi. Còn ý hướng tôi không phải là tôi đâm nó, nhưng mà tôi đang, ví dụ tôi đâm thọc vào cái bao gạo chẳng hạn, tôi đang đâm tới vậy mà nó lao tới chọc vào bụng nó, tôi đâu có ý hướng giết nó đâu. Anh em nắm không ạ? Cho nên mình đến với Chúa là đến vì lòng yêu mến. Làm cái gì cũng vì phát xuất từ lòng yêu mến, lòng thương xót. Chỗ nào cũng có lòng thương xót trong đó à? Câu hỏi số 5. Thưa cha, con là con gái có đạo, con 30 tuổi. Chúng con quen nhau đã 4-5 năm rồi. Tụi con có ý định là kết hôn với nhau. Con cũng nói với anh là về nói gia đình, đạo anh nấy giữ. Nhưng gia đình anh là đạo Phật gốc nên không đồng ý cho anh vô nhà thờ làm phép chuẩn khác đạo. Giờ thì chúng con phải làm sao? Có thể làm phép chuẩn khác đạo tại một địa điểm nào ngoài nhà thờ không ạ? Với lại nếu tụi con không vô nhà thờ thì nhà con có bị mất phép thông công và bà con có đạo không đi dự lễ cưới gia tiên của tụi con không ạ?
thưa anh chị em, chúng ta cần phân biệt kết hôn ở trong nhà thờ và kết hôn ngoài nhà thờ, ngoài luật đạo. Kết hôn trong nhà thờ thì có hai dạng. Một là trong thánh lễ, hay là ngoài thánh lễ. Kết hôn ngoài thánh lễ, Việt Nam mình hay gọi là phép giao. Đó là Việt Nam mình gọi thôi, nhưng nước ngoài nó không có từ phép giao. Còn kết hôn khác đạo thường được làm trong nhà thờ nhưng ngoài thánh lễ, gọi là đạo ai người đấy giữ đó, phép chuẩn đó. Rồi kết hôn khác đạo thường được làm trong nhà thờ nhưng ngoài thánh lễ, đây vẫn là một kết hôn theo luật Công giáo. Trong trường hợp cha sở ở đó đó, của cái người mà hỏi đó, có thể cử hành nghi thức kết hôn theo giáo luật tại một nơi thích hợp khác ngoài nhà thờ. Cha sở có quyền đưa vào buồng áo, đưa vào nhà xứ, mà không cần phải xin phép đấng bản quyền địa phương. Giáo luật 1118 triệt thứ 3. Cho nên nếu mà trường hợp của cái người đó hỏi như vậy, gia đình họ không muốn đưa vào trong nhà thờ, đâu bắt buộc phải đưa vào trong nhà thờ nữa, chỉ cần hai người đó đến gặp cha sở làm giấy tờ, rồi cha sở cắt nghĩa về mục đích ý nghĩa của hôn nhân Công giáo là cái gì, là bất khả phân ly, là một vợ một chồng, là chung thủy với nhau đến chết, anh đồng ý cái điều đó hay không? Đồng ý. Và anh đồng ý tôn trọng tôn giáo của chị hay không? Đồng ý. Chị cũng phải tôn trọng cái đạo tự do của anh. Rồi hai người ký, rồi cha sở chuyển cái hồ sơ đó lên Đức Giám Mục, Đức Giám Mục chuyển cái quyết định cái về, rồi cha sở mời anh chị thôi bây giờ vào trong nhà và xứ đi, rồi có thêm hai người làm chứng, rồi có cái nhẫn là vốn nó có sẵn rồi, lúc đám cưới đã và làm sẵn rồi, có cái đôi nhẫn, nếu không có nhẫn thì đâu có sao, mà nhẫn cưới thì bây giờ đâu có mỗi là không mua được, nhẫn có 100.000 được rồi, thấy không ạ? Và nghi thức đơn giản 5-10 phút là xong. Thì làm phép chuẩn như vậy chỉ có lợi phía cho người Công giáo, là cái người Công giáo được xưng tội và rước lễ, không bị rối đạo. Còn đối với người không có đạo thì không có gì hết, chả là cái gì cả. Nhưng mà để cho họ biết được là hôn nhân Công giáo là như thế, cái giá trị của hôn nhân Công giáo nó hơn ở ngoài đời, là nó chung thủy và một vợ một chồng, và nó là không thể phân ly được. Chỉ có cái chết mới có thể làm cho hôn nhân đó tách rời ra hết mà thôi, chứ không có cái nào khác. Về hôn nhân Công giáo, giá trị nó gìn giữ cái gia đình bền chặt hơn là hôn nhân ở ngoài đời. Vì hôn nhân ngoài đời là cho phép mình là được ly dị, tức là không có ăn ở với nhau suốt đời. Khi mà không hợp nhau thì có quyền ly dị, và ly dị rồi thì người này có thể lấy vợ, người kia có thể lấy chồng. Còn với Công giáo thì cho dù là hôn nhân ở ngoài thì nó vẫn là bền chặt, trước mặt Chúa vẫn là bền chặt, không có thể ly dị được. Ngoài đời thì là ly dị, nhưng mà đạo thì vẫn phải giữ là không được đi bước nữa. Nếu mà đi bước nữa thì gọi là bị rối đạo. Mà chỉ khi một trong hai người chết đi thì cái hôn nhân đó mới chết và mới được lấy người khác. Và có trường hợp là đặc ân Thánh Phaolô, đó là hai người khác đạo, nhưng mà cái người khác đạo đó quen người có đạo. Mà bây giờ người khác đạo đó bây giờ quen người có đạo và muốn theo đạo, mà người kia không đồng ý, bảo tôi không chấp nhận cho anh theo đạo, thì vì lợi ích phần hồn của người đó, người đó được đi lấy người có đạo để lãnh nhận bí tích rửa tội, là vì phần hồn. Chỉ trường hợp như vậy thì mặc dù người kia vẫn còn sống, người vợ hay người chồng cũ vẫn còn sống, nhưng mà người vợ người chồng cũ không chấp nhận cho người chồng hay người vợ mình theo đạo, thì người chồng người vợ ấy được đi lấy người có đạo và lãnh nhận bí tích rửa tội để trở thành vợ chồng hôn nhân Công giáo. Đó là đặc ân Thánh Phaolô vì phần rỗi linh hồn của người không có đạo mà muốn theo đạo. Này, chúng tôi đã có cắt nghĩa một lần rồi. Thì phép giao là một cử hành kết hôn nhưng được làm ngoài thánh lễ. Những trường hợp chỉ được làm phép giao có thể là kết hôn khác đạo và đã có một cuộc sống chung công khai như vợ chồng trước khi kết hôn, vì có thể gây scandal, nhất là khi đã có con cái rồi. Vì vậy ta thấy các cha sở khi hợp thức hóa một phối thường chỉ làm phép giao, có nghĩa là người ta bị rối đạo.
rồi ăn ở với nhau, rồi có con cái rồi. Bây giờ họ xin gọi là gỡ rối. Gỡ rối thì có hai cách. Một là hợp thức hóa hôn phối, có nghĩa là đạo hai người đi giữ. Ngày xưa người ta vẫn sống với nhau khác đạo, nhưng mà chưa có làm phép, chưa có xin chuẩn hôn phối, hiểu không ạ? Ở ngoài đời thì có hôn thú rồi, nhưng mà đạo thì chưa có làm phép chuẩn, chưa có xin phép chuẩn hôn nhân các đạo. Cho nên cái người có đạo đó vẫn gọi là bị rối. Bây giờ người chồng mà thôi tôi đồng ý để cho cô làm phép chuẩn, làm nghi thức gì đó, tôi đồng ý, rồi là đến gặp cha sở làm. Thì bây giờ có con có cái rồi, đêm nhà thờ hành chí, nó thắc mắc thì làm riêng ra vào trong buồng ngáo hoặc là trong nhà xứ để hợp thức, gọi là hợp thức hóa hôn phối đó. Người ta gọi là phép giao là như vậy, thưa anh chị em. Rồi có câu hỏi là: thưa cha, ngày Chủ nhật thứ tư mùa vọng, con thấy các cha mặc áo lễ màu hồng đẹp lắm, làm sao đang mùa chay màu tím buồn như thế mà lại mặc áo màu hồng? Chị em có thấy điều đó không? Và cũng có nhiều người thắc mắc tại sao lại có áo màu hồng. Thưa anh chị em, chúng ta thấy mỗi giai đoạn quan trọng của năm phụng vụ đều được tượng trưng bằng một màu lễ phục: trắng, đỏ, tím, xanh, vàng, hồng. Ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay, hôm nay là thứ tư mùa chay, ngày 14 tháng 3 năm nay, ngày Chủ nhật thứ tư mùa chay được gọi là Chúa Nhật Laetare. Các linh mục có thể mặc lễ phục màu hồng. Trong những màu sắc phục vụ các lễ nghi tôn giáo, màu hồng chỉ được sử dụng có hai Chúa Nhật trong năm phục vụ mà thôi, là Chúa Nhật thứ tư mùa chay và Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Chúa Nhật thứ ba mùa vọng gọi là Gaudete, là có nghĩa là hãy anh em hãy vui mừng. Ngày đó tượng trưng cho một sự gián đoạn trong mùa vọng, một sự mừng vui sớm trước lễ Giáng sinh, Chúa Nhật thứ ba mùa vọng. Còn Chúa Nhật thứ tư mùa chay cũng như thế, màu hồng được sử dụng trong ngày Chúa Nhật thứ tư mùa chay có nghĩa là anh em hãy vui lên. Ngay giữa mùa ăn năn đền tội này, giáo hội mời gọi tín hữu hãy vui lên, bởi vì niềm vui mừng phục sinh được loan báo sắp đến rồi. Giống như là Chủ nhật thứ ba mùa vọng, mừng vui lên vì Chúa sắp đến rồi, giáng sinh, niềm vui giáng sinh. Chủ nhật thứ tư mùa chay, niềm vui vì Chúa sắp sống lại, sắp mừng việc Chúa sống lại rồi. Chúa đã sống lại rồi, bây giờ mình mừng lễ Chúa sống lại, cũng như là Chúa đã giáng sinh rồi, bây giờ mình mừng lễ giáng sinh, mình mừng lễ phục sinh, gọi là Chủ nhật vui mừng. Chúng ta hãy vui lên, không để cho cái màu sắc màu tím hay là bầu khí nó làm mình trì xuống nặng nề quá. Mùa vọng 4 tuần thì tới tuần thứ 3 cũng vậy, bùng lên, vui lên màu hồng, sau đó tới tuần thứ 4 là cuối cùng của mùa vọng và đến lễ Giáng sinh. Ta thấy phục vụ dễ thương không? Không bao giờ để cho người ta u buồn, điều lời ru buồn ru mênh mông bên lũy che làng khiến hồn tôi mênh mông. Không, luôn luôn phục vụ là sinh động, năng động, sống động. Các màu phục vụ khác được kết hợp với thời điểm quan trọng. Ví dụ màu trắng. Màu trắng tượng trưng cho sự vui mừng của mùa Giáng sinh, ngày thứ năm tuần thánh, mùa phục sinh và các ngày lễ lớn khác như là lễ Chúa Kitô Vua, lễ dâng mình trong đền thánh, lễ kính thánh Gioan Tẩy Giả, lễ biến hình, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, lễ các thánh, lễ thánh hiến thánh đường Gioan Laterano. Màu trắng cũng được sử dụng trong những ngày lễ các thánh mà không phải là các thánh tử vị đạo. Màu đỏ, màu máu, màu lửa và màu của vương quyền. Màu đỏ được sử dụng ngày lễ lá, ngày thứ sáu tuần thánh, lễ kính các thánh Phêrô, Phaolô, lễ kính thánh giá, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, kính các thánh tử đạo, các thánh tông đồ. Đây là màu lễ phục trong tang lễ của Đức Giáo Hoàng. Màu đỏ. Màu tím tượng trưng cho những giai đoạn chờ đợi và sám hối. Màu tím được dành cho các ngày mùa vọng, mùa chay, nhưng cũng là màu tang trong ngày mùng 2 tháng 11, lễ Ca Đẳng Linh Hồn, và thường dùng trong khi cử hành tang lễ. Bây giờ không có dùng màu đen nữa. Màu xanh
là mùa của sự sống và của hy vọng. Mùa này tượng trưng với mùa thường niên ngoài các mùa khác. Màu trắng được dùng trong mùa phục sinh và mùa Giáng sinh cho các ngày lễ kính nhớ Chúa mà không phải là kính nhớ cuộc khổ hình của người. Cho những ngày lễ kính nhớ Đức Trinh Nữ Maria, các thiên thần, các thánh không từ đạo. Lễ các thánh nam nữ, Thánh Gioan Tẩy Giả, Thánh Gioan, lễ kính ngai tòa Phêrô, lễ kính Thánh Phaolô trở lại. Và cũng còn màu vàng kim loại, màu vàng mà chúng ta thấy có thể được sử dụng trong lễ phục sinh, lễ Giáng sinh, và màu vàng có thể thay thế cho màu trắng. Màu đen thì bây giờ thấy không còn sử dụng nữa, ngày xưa thì dùng cho những ngày lễ tang. Và thưa anh chị em, chúng ta tạm chấm dứt ở đây vì còn nhiều anh chị em có những thắc mắc khác. Mời anh chị em gửi về chuyên mục là Thắc Mắc Biết Hỏi Ai. Rồi chúng tôi sẽ trả lời cho anh chị em tùy theo lượng thời gian cho phép. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em một ngày Chủ nhật màu hồng thật tươi, thật vui. Và ngày Chủ nhật phục sinh sắp đến, anh chị em đang dọn tâm hồn để đón mừng Chúa phục sinh. Xin niềm vui phục sinh ngự trị trong tâm hồn của anh chị em ngay từ bây giờ trong cơn đại dịch, để chúng ta giúp nhau giữ niềm hy vọng, giữ niềm vui, thắng vượt những khó khăn, những thử thách trong cuộc sống ngày hôm nay. Xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Hẹn gặp Chủ nhật tuần sau. Lòng Chúa xót thương, không chút tơ vương tội lỗi, tin tưởng vào lòng Chúa xót thương, mau Ngài rửa hết muôn tội đời. Có tham vào lòng Chúa xót thương, con được Ngài diều bước lên trời. Đến với lòng thương xót Chúa, bốn mùa Chúa đó hồng ân, cho con dự phần tiệc thánh, dìu con về muôn hạnh phúc. Đến với lòng thương xót Chúa, ân tình chan chứa đầy vơi, xin dâng ngàn lời ngợi ca, lòng thương xót Chúa bao giờ.